Hello anh em, đã quay trở lại với shop Minh Biker cũng được. Đó, anh em thấy không? Hôm nay mình sẽ quay cho anh em ngắm riêng chiếc da Z ha anh em ha. À, ok anh em. Đó. Đây là chiếc da Z. Rất là đẹp á anh em. Đó, quay cho anh em ngắm. Lâu rồi mới rảnh quay cho anh em xem. Nhìn rất là đẹp. Tại vì sao da Z nó mắc anh em? Đây, hôm nay sẽ nói lý do tại vì sao da Z nó mắc. Thứ nhất là xe này nó không còn sản xuất ở Việt Nam, không còn nhập ở Việt Nam, và xe nó chỉ là xe thanh lý luôn nha anh em. Đó. Rồi thứ hai là về đây mấy anh em buôn bán á, đồn giá lên. Thứ ba là mình nhớ là Việt Nam nó cấm nhập và kiểu như là không tiêu thụ xe hai thì nữa. Nó là gọi là mấy anh em hay chơi xe nó là bị ô nhiễm khí thải á, cho nên giá thuế nó rất là cao. Về đây là thuế nó cao lắm nha anh em nha, cho nên nó mắc. Chứ giá trị thật của nó thì không bao nhiêu đâu, nhưng mà giá trị con này tầm hơn 450 nha anh em. Và đặc biệt con này là bản giới hạn. Thấy không? Đó, anh em thấy không? 54901 trên 5000. Do nó mắc nên mình sẽ thấy nó đẳng cấp ở Việt Nam. Mà ở Việt Nam thôi nha anh em. Ở Việt Nam, tại vì nó khó mua, nó mắc, cho nên nhìn nó sẽ đẳng cấp. Và cơ bản theo mình thấy á, là cái em da Z này á, cái thiết kế nó vượt thời gian và không gian. Dạ. Dạ thôi, chiếc này không bán nha, chiếc này để chân của con em nó mua về chạy. Dạ. Dạ, anh hỏi. Đó. Cái thiết kế của nó đẹp, vượt thời gian. Từ từ để anh quay xíu hả? Vượt thời gian, vượt phải nói sao ta? Vẻ đẹp không gốc chết. Đó, vượt thời gian luôn. Nó nghĩ là đã lâu rồi nhưng mà kiểu dáng nó vẫn đẳng cấp. Nè. Kiểu dáng nó vẫn đẳng cấp. Ủa, chìa khóa da Z đâu rồi? Bi ơi. Bi đâu rồi? Bi ơi. Ra đề mấy con da Z cái Bi ơi. Rồi. Anh nhờ nó mét 6 ngồi da Z thử mà. Này mét rưỡi ngồi da Z vẫn đẹp, chứ còn gì mét 6. Đó, thì da Z này ngồi nó luôn đẳng cấp. Ngồi lên thử lên mét 7 ngồi lên rồi. Mét 7 ngồi lên là bao đẹp luôn. Nhìn nó đẳng cấp đúng không em? Với lại nó cái gì ta? Nó gọi là nó kiểu ngầu. Kiểu nhìn nó chắc chơi á. Cái kiểu dáng nó biết bao nhiêu năm mà vẫn đẹp ha. Nó nhìn nó đẳng cấp. Để Bi đề mấy cái coi, mét 6 vô ngồi thử Bi. Bi. Đề máy lên. Mét 7 thì ngồi quá dễ rồi. Đề thử em. À, ngàn lời em nói không bằng làn khói da Z. Đã rồi nè. Quá đã. Đó, quay cho anh em xem. Xe này thì mới thôi, xe này mình không có bán nha anh em. Xe này của thằng em nó mua rồi. Thằng em gần nhà, 2093 cây. Mới tin luôn nha anh em. Đây, rác, chạy ghế cho tôi rồi. Rồi, chạy đi. Đúng rồi nha, đừng quay thẳng nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
mấy anh em quay clip chơi nè.